Vụ đông năm nay, toàn tỉnh trồng gần 300 hectare củ đậu tập trung chủ yếu ở huyện Kim Thành khoảng 220 ha, diện tích còn lại dài rác ở một số địa phương khác. Những ngày qua, thời tiết hành khô, trên cây củ đậu phát sinh một số bệnh hại như gỉ sắt, đốm lá, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng tới năng suất cuối vụ là một trong những hộ gia đình ở địa phương có truyền thống từ nhiều năm nay trồng cây củ đậu trong vụ đông mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm thâm canh loại cây này nhưng hàng vụ cứ đến thời kỳ cây xuống củ gặp thời tiết khô hanh thì diện tích trồng củ đậu của gia đình bà nguyễn thị thơm ở xã đồng cẩm huyện kim thành lại bị một số bệnh như dỉ sắt đốm lá gây hại Khác với những năm trước, năm nay gia đình bà phối hợp với các cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam thực hiện mô hình phòng trừ sâu bệnh cho cây củ đậu trên diện tích 5 xào, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Năm nay là tươi dòng là 5 xào. Thế so với lại mọi năm là tươi dòng là nhiều cây này nó đẹp hơn mọi năm. Thế thì năm nay thì dùng thuốc an vi này thì tôi thấy cây nó bóng, lá nó, nó mượt mà cây nó cứng cáp. Chị được các loại sâu bệnh như là, như là dì sát rồi tham thư giết tất cả các thứ là đều sạch bóng mà đẹp nhà tôi so với những nhà khác mà không dùng gan vi đấy thì của người ta là cây nó vẫn kém hơn trên nó không được bóng như là của nhà tôi dùng gan vi này củ đậu là loại cây dễ trồng ưa nước phù hợp với chân đất pha cát năm nay thời tiết cuối tháng 9 và tháng 10 mưa nhiều độ ẩm cao tạo thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển tốt Thời điểm này, thời tiết hanh khô trên cây củ đậu phát sinh sâu ăn lá, bệnh dỉ sắt, bệnh đốm lá gây hại. Bà con nông dân cần chủ động phun trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu theo khuyến cáo của chuyên môn giúp cho cây khỏe, làm củ thuận lợi, chất lượng và mẫu mã củ cao hơn. Anvin 5SC là một sản phẩm được nhà nông qua nhiều năm nay ở tại vùng trồng củ đậu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tin dùng. À, phun thuốc à, Anvin 5 SC giúp trừ à, sạch bận dỉ xét à, đốm lá. Ngoài ra còn à, giúp cho bộ lá cây củ đậu à, xanh hơn và dày hơn. À, liều lượng sử dụng là pha từ 20 đến 30 ml Anvin vào một bình à, 16 lít. À, thời điểm hiện tại à, đến ngày 15 tháng 12 năm 2021 à, chúng tôi à, công ty Singenta và VFC có chương trình à, thu đổi nắp chai cứ 3 nắp chai Anvin à, 1 lít sẽ đổi được 20.000 đồng tiền nạp điện thoại. Rất mong quý nhà nông nhanh chóng nhanh chóng mang những lắp chai an vin qua những đại lý gần nhất và có uy tín bán hàng ở trong khu vực để được tham gia chương trình. Chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa, củ đậu bắt đầu cho thu hoạch. Thời điểm này là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm của loại cây trồng này. Người trồng củ đậu cần tham đồng thường xuyên, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh theo đúng khuyến cáo, đồng thời bơm nước vào ruộng, đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho cây để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm cuối vụ